Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với học viện âm nhạc.com à, Hiện nay thì Desert School đang cung cấp cho các bạn một cái lộ trình học làm nhạc cơ bản hoàn toàn miễn phí Vậy thì có một cái chiêu trò gì ở đây không, một cái bịp bậm gì ở đây không Trong khi những các cái trung tâm đào tạo sản xuất âm nhạc khác thì họ đang thu phí của học viên Thì bên mình lại tặng hoàn toàn miễn phí Và nó sẽ dẫn đến cái sự nghi ngờ cái sự nghi hoặc từ rất là nhiều phía rằng là bên mình là lùa gà bên mình là bịp trẻ con rồi là bên mình là dẫn mọi người vào trong này xong rồi cuối cùng chẳng dạy gì cả và thu tiền của mọi người để mọi người mới được học Đấy, thì sự thật nó là cái gì thì mời bạn xem cái video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn cận kẽ từng chi tiết một là tại sao mình lại tặng cho các bạn một cái lộ trình học làm nhạc cơ bản rất là kỹ mà lại hoàn toàn miễn phí ok ạ rồi à, có ba cái lý do chính như sau Lý do đầu tiên đấy đó chính là cái việc là uh, nếu như mình chỉ có một cái khóa học làm nhạc cơ bản duy nhất thì chắc chắn rằng mình sẽ không tặng cho các bạn đâu. Đấy, chắc chắn là mình sẽ không tặng bởi vì là nếu như mình tặng thì mình làm gì còn cái gì. Đấy, nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng mình có rất nhiều những các cái khóa học khác nhau như là low-fi này, tropical house này, deep house này, future bay đúng không? Mình có rất nhiều những các khóa học khác nhau. Đấy. Và đương nhiên rằng là mình có nhiều cho nên là mình tặng cho các bạn một khóa học thì nó cũng chẳng vấn đề gì. Đấy mình còn rất nhiều các các cái khóa học để có thể uh, thu học phí ở đây cơ mà. Đấy, thì một cái khóa học này nó không hề hấn gì với với mình cả. Đấy, thì đấy chính là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai đó chính là cái lý do mà uh, mình nghĩ rồi, đó là khi mà mình giúp cho khoảng 100 người đấy được, được trải nghiệm cái khóa học của mình thì đâu đó khi mà các bạn học làm nhạc cơ bản xong rồi các bạn thì sẽ có một vài bạn có nhu cầu gọi là học làm nhạc chuyên nghiệp để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp để có thể kiếm được ra tiền từ âm nhạc để có được những cái bản nhạc chất lượng hơn thì sẽ có cơ số một số bạn có nhu cái nhu cầu đấy và các bạn sẽ đăng ký học chuyên sâu và chị mình sẽ chỉ thu phí của những học viên muốn học chuyên sâu muốn kiếm tiền được ra kiếm được ra tiền từ âm nhạc mà thôi Đấy, còn nếu như với những các cái bạn mà chỉ gọi là tò mò muốn xem là học làm nhạc nó như thế nào hay là chỉ gọi là làm cho nó vui thôi cũng chả cần kiếm tiền các thứ gì cả thì các bạn cứ học miễn phí mình không thu không thu tiền Đấy, với những các cái đối tượng những các cái học viên như vậy thì mình sẽ không thu tiền Đấy, thì các bạn có thể trải nghiệm nó các bạn có thể học nó hoàn toàn miễn phí ở đây Đấy, và mình sẽ chỉ thu phí với những học viên muốn kiếm được ra tiền từ âm nhạc muốn học làm nhạc chuyên nghiệp mà thôi Đó, ok ạ rồi đó, thì đó chính là cái lý do thứ hai và cái lý do thứ ba đó chính là mình rất mong rằng là cái uh, cái cái sự hiểu biết âm nhạc cái cái bộ môn âm nhạc này nó được lan tỏa được nhiều hơn đấy nó được lan tỏa nhiều hơn đến mọi nhà bởi vì mình biết rằng là ở cái bộ môn âm nhạc này nó cũng là một cái bộ môn khá là đắt đỏ và nó sẽ chỉ dành cho những người nhà giàu đấy, những người nhà giàu uh, cái quan niệm của từ trước đến nay Đấy, đa số là chỉ có những người mà rất là dư giả về tài chính rất là giàu có rồi thì mới nghĩ đến cái chuyện là học làm nhạc thôi còn đâu ấy là, là sẽ phải lo đến cái chuyện là cơm áo gạo tiền trước đó thì mình mong rằng là khi mà mình tặng cho các bạn miễn phí này thì cái sức lan tỏa nó sẽ lớn hơn đấy, để cho tất cả mọi người đấy, kể cả nghèo kể cả giàu đều có thể à, đều có thể gọi là thỏa mãn cái đam mê để có thể sản xuất được ra một bản nhạc đầu tiên cho riêng mình và nó có cái cái tính thống nhất, nó có cái sự bài bản từ A cho đến Z thay vì cái việc là ngày xưa như mà bản thân mình phải lên trên mạng để mò mẫm các thứ rất là mệt rất là khổ thì bây giờ các bạn có thể có được một cái lộ trình học làm nhạc bài bản từ A cho đến Z Đấy. từ từ đầu cho đến cuối và nó có cái sự thở, hệ, thở, hệ thống ở đây, Đấy, nó có cái sự hệ thống OK ạ, à, đó, đó là ba cái lý do mà tại sao mình lại tặng cái khóa học này hoàn toàn miễn phí cho cho cộng đồng, cho anh em. OK ạ, à, rồi và nếu như cái uh, lý do của mình nó chưa đủ thuyết phục thì bạn hãy cứ comment xuống phía bên dưới xem là cái lý do mà tại sao bạn nghĩ tại sao mà bên mình lại tặng cho các bạn uh, cái lộ trình này học hoàn toàn miễn phí hay là với những các cái bạn mà đã uh, đăng ký cái lộ trình học là nhạc miễn phí ở đây. Đấy thì các bạn cảm thấy cái lộ trình này nó như thế nào, cái khóa học này nó như thế nào bởi vì là cái số lượng học viên ở đây đã lên đến cả 1.000 người rồi, Đấy, thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ có cơ số những các cái bạn vào đây và đã đã được trải nghiệm, đã được học tập thì các bạn cảm thấy những các cái kiến thức mà mình cho đi, mình uh, tặng các bạn nó có chất lượng hay không thì để lại phía dưới ở phần comment nhé, để cho mọi người có thể uh, tham khảo và mọi người có thể xem là cái review nó như thế nào. Ok ạ, à, rồi uh, rất mong rằng là sẽ được uh, chia sẻ với các bạn những các cái kiến thức những các cái khóa học bổ ích về sản xuất âm nhạc. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những các những các cái video tiếp theo. Xin chào.